cái chỗ này đấy, nó cứ như này là nó lục cục. Bởi vì cái này của nó cũng bị khá là lâu rồi, mà cái đường vỡ với các thứ nó cũng không được sắc, nó không được đẹp lắm. Vâng. Thì là nếu mà cho mình đánh đổi thì thả là mình đứt hai dây chéo cả hai bên còn hơn là bị một tí sụn trên như này. Vâng. Gối này em bị chấn thương từ bao giờ đây nhỉ? Em bị lâu rồi. Nếu mà ấy thì phải độ tầm 3-4 năm nay. Ừ. Thì có cái buổi là em đi lên cái dốc trên chùa này nó nguyên. Ừ. Em trượt chân ra thì cả hai nó khuỵu xuống nhưng không đập đất, khuỵu luôn. Thế em lại đứng dậy được. Thì ngay lúc đấy là nó sưng và nó đau. Em cũng chụp cộng hưởng từ các lớp. Nhưng mà không làm sao phải cho thuốc kháng sinh uống. Nhưng mà sau đấy là cứ cái chỗ này đấy, nó cứ như này là nó lục cục. Mà không căng được hết ra, khó chịu lắm. Rút hết cứ là nó đau. Vâng. Mà ấy nó cứ lục cục mà cứ trời kiểu thay đổi thời tiết là nó bắt đầu nó kiểu có cái đau đau nhức nhức ở đây. Thì mấy hôm nay em tập nặng, tập gym với cả kickboxing. Thì hôm nay nó nặng mà nó đau. Đấy. Nó đi lại nhiều nó cũng đau. Đi lại đau hay là có nghĩa là em mà gặp hết là phải gặp từ từ. Đấy. Không thì nó căng này nó đau rồi. Đấy. Rồi duỗi ra đấy. Nhiều khi có tối hôm qua ngủ con mình lấy cái này đỡ để chuyển chân. Chuyển chân, chứ mà không nhấc được. Vâng. Không nhấc được chân. Bây giờ đi lại bình thường thì thế nào? Đi lại có nghĩa là nó vẫn phải tập tắt, khó, hơi khó bởi vì là khi nó căng ra này là em đau. Mà nếu mà trụng cái này là không, là phải hơi trùng gối như này thì mới được. Được, chứ còn chưa thẳng chân ra là rất là đau. Đúng rồi. Cái này của em, cái sụn trên này nó bị tương đối nặng. Đấy, lúc căng ra này là đau ạ. Thế suốt mấy năm nay thì em vẫn chơi thể thao rồi? Vâng, em mới chơi được có 6 tháng. Vâng. Chơi lại thì thấy nó đau. Vâng. Đau. Không đau ạ. Không đau. Chỉ hơi tức, đấy bắt đầu vào là hơi đau. Như này thì không đau. Đấy, đúng chỗ đau. À, đau. Đấy, đúng chỗ đau rồi. Đây. Vâng. Cái này em bị rách cái sụn trên. Vâng. Chắc cái sụn trên rất tương đối nhiều. Vâng. Tiếp theo anh là phác đồ điều trị thế nào? Cái này phẫu thuật là tốt. Vâng. Phẫu thuật làm đẹp nó lại. Bây giờ mới 3-4 năm rồi thì về cái vấn đề là để khâu lại thì nhiều khi nó cũng khá là khó. Vâng. Nhưng nếu để làm đẹp lại thì nó cũng sẽ đỡ đau hơn, sau đó mình đi phục hồi nó tốt hơn. Vâng. Chứ những vấn đề này như là phục hồi thì nó cũng đỡ đau hơn, nó đỡ đau về vấn đề vật lý trị liệu phục chức năng cũng như tập phục hồi cũng như là tiêm cái huyết tương tiểu cầu ấy định kỳ thì nó rất là tốt. Thế nhưng mà vì cái này của nó cũng bị khá là lâu rồi, mà cái đường vỡ với các thứ nó cũng không được sắc, nó không được đẹp lắm. Vâng. Đó thì cái này tốt nhất là mình phẫu thuật sau đó rồi mình làm đẹp nó lại. Vâng. Làm đẹp nó lại sau đó rồi mình mới bắt đầu mình quay lại cái quá trình trị liệu và tiêm huyết tương tiểu cầu định kỳ. Vâng. Thì nó sẽ tốt cho mình hơn và khả năng chơi thể thao lại vẫn ok. Vâng. Em rất là may mắn ở cái chỗ là cái dây chằng chéo của em nó cũng vẫn còn tương đối tốt. Vâng. Cho trước cho sau tốt, nó chỉ vấn đề là cái sụn trên ngoài thôi. Vâng. Cái phẫu thuật nó có phức tạp hay là nhanh, đơn giản? Đơn giản thôi. Cái này của em thì bị cái sụn trên ngoài này mà nó không bao gồm kèm theo những cái mà tổn thương dây chằng khác. Vâng. Thì nó đơn giản hơn rất nhiều. Vâng. Và nhưng mà nó vấn đề ở cái chỗ là đối với riêng với sụn trên ấy thì thực ra nó phiền hơn nhiều. Vâng. Thực ra nếu mà cho mình đánh đổi thì thả là mình đứt hai dây chéo cả hai bên còn hơn là bị một tí sụn trên như này. Vâng. Tại sao này? Bởi vì cái sụn trên này khi mà đã mất đi là nó mất. Vâng. Nó sẽ không bao giờ nó mọc lên được, nó không tái tạo được lại. Như cũ ví dụ như cái sụn trên của em nó mất đi, gọt đi là nó mọc xuống sau này nó sẽ lệch trục cái khớp gối. Và nó đã mỏng đi, hai bên này có hai cái sụn trên, hai bên trong này nhá. Vâng. Thì nó đều nhau, bên trong một cái, bên ngoài một cái nhá. Vâng. Nó đều nhau, bên này, bên ngoài này nó bị mỏng đi. Đấy. Nó bị mỏng đi đồng nghĩa với cái việc là lực thì nó cứ dồn vào mỗi cái bên mỏng này này. Vâng. Chỗ đấy nó đã yếu rồi. Thì càng yếu. Nó đã càng yếu hơn. Riêng vấn đề sụn trên của nó là như thế.
thì cả thế giới này vẫn còn đang đau đầu với cái sụn trên, chứ không phải chỉ riêng một mình Việt Nam đâu. Đó là vấn đề rất là lớn ở chỗ đó. Thì sau này nó sẽ phiền rất nhiều, mình sẽ cần phải chăm sóc nó thường xuyên hơn. Chăm sóc là uống thuốc hay là tiêm thuốc? Đó, mình cả uống thuốc bổ sụn khớp, rồi là mình tiêm huyết tương tự bạch cầu và mình tập luyện cho cái gân cơ để nó khỏe lên, để nó hỗ trợ một phần. Cháu đi lại có khó khăn không? Đơn giản không? Em phẫu thuật xong một tháng là em đi lại bình thường rồi. Vâng. Đâu sau khi phẫu thuật xong xong rồi đẹp chân rồi nó đi lại, nó tập dần từ để tiếp xúc dần cũng sẽ có những bài tập cụ thể sau mổ xong và riêng đó. Thì sau đó thì sau vết mổ này khác thứ đó thì bắt đầu mình đi vào đến trị liệu và đến trị liệu rồi mình tiêm huyết tương tự bạch cầu và thứ là nó nhanh lành thôi, không sao. Thế bây giờ là bỏ luôn cả kickboxing với cả gym mà anh? Thì tạm thời thì đã tạm thời mổ xong thì mình chơi được thôi. Và ừ, như thế là tốt. Và chứ để đâu nó lai ra cứ để này rồi là nó vỡ sụn ra thêm nhiều, nó phí á. Bây giờ nó đau nhiều à? Đau nhiều thì mình trị liệu rồi là mình uống thuốc bổ sung trước. Thế thì trước kia là cứ nghỉ ngơi đã anh nhỉ? Glucosamine phối hợp với collagen thứ 2 rất là tốt. Ngày hôm nay